Tiếp theo chúng con xin kính mời cư sĩ Chánh Minh Thái, Phó ban hộ niệm Long Khánh có đôi lời chia sẻ cùng đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni đã chứng minh cho đường dùm hôm nay. Con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con kính thưa ban tổ chức cùng toàn thể cha má, huynh đệ tỷ muội chúng ta hôm nay. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả đạo tràng chúng ta đối với pháp hộ niệm thật là vi diệu, thật là một cứu tinh cho tất cả những ai mà đang được hiện tại đây, được nghe pháp niệm ở đây, đang được sống trên cái cõi ta bà này. Con nghĩ như vậy, chúng ta đều có phước phần cả. Tất cả đạo tràng đều chia sẻ những ca thành công mỹ mãn. Khi đạo tràng con hôm nay, con xin được đại diện cho đạo tràng. Con chỉ là một thành viên thôi, chứ phải là một phó đạo tràng. Dạ A Di Đà Phật. Thì con là thành viên, con chia sẻ với tất cả xin chăm Zoom hôm nay là một ca thất bại. Thất bại nặng nề. Và đây là cái kinh nghiệm mà hiện tại giờ đang ghi trong lòng con. Đang ghi rất sâu để sau này. Đây là kinh nghiệm mà con chia sẻ lại trên Zoom hôm nay, để cho tất cả những cha má huynh đệ tỷ muội nào có trên room hãy thận trọng cái khúc mắc này. Cái này rất nguy hiểm cha má. Khi chúng con nhận ca khoảng 2 năm thì lúc nào bác này cũng rất khó tính, bác này rất khó vô cùng, chúng con có tới khuyến tấn thì gương mặt bác cũng hầu như không ưa lắm đâu, không hoan hỷ lắm đâu cha má. Nhưng mà tới phiên cách khoảng chừng 2 tháng sau, bác xã bỏ báo thân. Thì không biết gia đình khuyến tấn như thế nào. Chúng con đến là bác giơ tay lên quyết chí vãng sanh. Quyết chí vãng sanh. Chúng con đây đặt một dấu hỏi thật to. Không biết lý do nào và như thế nào đây. Vậy là cha má ạ, vì cái sơ sót của ban hộ niệm, vì cái tham muốn là nhìn thấy người ta như vậy, thế là chúng con cũng chiều theo chiều gió. Và chúng con nghĩ là bác đã buông xả rồi cha má. Bác buông xả hết. Khi vậy thì chúng con vẫn tiếp tục khuyến tấn, nói sao bác nghe vậy. Và bác cũng quyết lòng. Gia đình hỏi bác có muốn Chánh Minh Thái đến nè, khuyến tấn ba nè. Bác đưa tay lên vui mừng đón nhận. Như gương mặt của bác không thay đổi như lúc ban đầu cách đó 2 năm. Và A Di Đà Phật, chúng con sơ xuất chỗ này. Sau khi bác xã bỏ báo thân, cha má ơi, hoàn toàn thất bại, sụp đổ 12 tiếng, 17 tiếng đều không hoàn thành được, đều cứng như khúc củi. Cho nên con nói với tất cả cha má ở trên đây là cái khúc mắc chỗ này, tất cả những bạn đồng tu của mình ở đây hãy cẩn thận, vì đừng có vì một cái danh dự mà để cha mẹ mình mất phần vãng sanh. Vì mình nằm trong đạo tràng, cha mẹ mình phải như thế này, phải như thế kia, phải quyết lòng như thế này, áp đặt cho cha mẹ mình. Con A Di Đà Phật, con xin lớn tiếng, vì mình áp đặt cho cha mẹ mình phải như vậy. Cha má ơi, đây là một kinh nghiệm, đây là một cái mà con ghi tạc trong lòng. Cho nên chúng ta khuyến tấn cha mẹ mình bằng cách nào đó, bằng cái lòng chân thành, bằng cái lòng chân thật, và để cho cha mẹ mình phải suy nghĩ được pháp hộ niệm, phải hiểu như thế nào và ra sao, phải buông xả, thật là buông xả, chứ đừng để ép buộc cha mẹ mình phải như thế này thế kia, để khi cuối đời cha mẹ mình mất phần vãng sanh. Cho nên ở đây con muốn nói cho cha má, cho tất cả huynh đệ mình biết là đừng bao giờ ép để mình một sai lầm chỗ này. Và chính con nghĩ đây là cái tâm đắc của con, trong lòng của con về một ca thất bại. Vậy hôm nay con chia sẻ trên room, con cũng rất mong là tất cả cha má hoan hỷ cho con. Và con chia sẻ thêm nữa một ca nữa cách đây khoảng 3 năm. Ca này cũng thất bại cha má ạ. Nhưng mà cha cái chứng minh cho được thánh hiệu A Di Đà Phật thật là vi diệu cha má. Khi chúng con nhận ca
Đó khoảng 2 tháng sau thì chúng con đình chỉ vì người con rể có tiền nhiều, trong gia đình quyết định tất cả không cho chúng con vãng sanh nữa, hộ niệm nữa. Cho chúng con nói chúng tôi mời các anh về đây là chúng tôi để cho mẹ chúng tôi hết bệnh, mẹ chúng tôi khỏe lại, chứ suốt ngày cứ cầu vãng sanh. Mà khi chúng con nhận ca, anh này phải chấp nhận, anh này đã hoàn toàn chấp nhận để hộ niệm, giải thích về pháp hộ niệm cho anh này nghe rõ và đều nhất trí hết. Nhưng mà khoảng 2 tháng sau lật ngửa lại như vậy đó cha má, và không muốn cho chúng con hộ niệm nữa. Và cô này cũng rất tội nghiệp cha má ơi, cô này cũng niệm Phật phát nguyện vãng sanh. Thế là gương mặt cô này đẹp lắm, khi chúng con ở lại trực ca và chúng con trợ duyên cho cô này, gương mặt rất đẹp. Cha má ơi, con nhớ ngày mùng 12 tháng đó. Thế là không biết trời xui đất khiến như thế nào, không biết ai dẫn đường cho con. Cũng ngày 12 tháng sau, con lại bước chân vô nhà thăm cô. Và con bước vô cửa, con phải giật ngửa ra cha má. Cái gương mặt, cái càm thì trẻ, hai con mắt con nói thật sự như bây giờ mình nói trái, gần như một trái chanh mà con mắt bị lồi ra cha má. Trong khi đó người bệnh con mắt thì lõm vào chứ không phải không cha má. Hay hai con mắt nó lồi ra và gương cái gò má cao lên, càm trẻ xuống. Con nhìn thấy thọ tướng, con văng ra ngoài liền. Con giật mình một cái rồi con cũng phải bước vô. Trên đầu giường cô ta, như thầy Diệu Âm hay nói, thầy lão cái sĩ hay nói, là để một nải chuối trên giường, một bát nhang, một nải chuối trên đầu, một bát nhang trên đầu, y như tế sống vậy đó cha ma. Không biết như thế nào được. Con vô con chỉ thầm khuyên cô ráng niệm Phật để vãng sanh đi. Mà con mắt của cô nhìn con rất sợ. Thế là con ra đi. Ngay đêm hôm đó cô bỏ xã bỏ báo thân và để lại thọ tướng không thể nói được. Và đây con nói đã đây, thật sự thánh hiệu A Di Đà Phật chúng ta không thể nào kể hết được. Khi chúng con hộ niệm, gương mặt cô rất đẹp, một tháng sau chúng con không có thánh hiệu A Di Đà Phật, máy tắt hết, gia đình không mở máy nữa, tôn ảnh Phật cũng tháo xuống luôn. Và như vậy đó cha má. Vậy thì ở đây pháp hộ niệm, niệm Phật và pháp hộ niệm thật là vi diệu. Con không biết nào tả hết được trong nỗi lòng của con cho cha má hiểu, vì con học kém, pháp của con, lý của con nói cục ngụn, không thể nào tả xiết được. Nhưng mà cha má hãy tin đi, pháp hộ niệm thật là vi diệu. Pháp hộ niệm đã cứu kinh cho nhiều người, pháp hộ niệm đã tháo gỡ cho người bệnh những cái mà người bệnh khúc mắc, mình tháo gỡ. Hàng đêm ve vuốt bên người bệnh, khuyến tấn người bệnh, để cho người bệnh hiểu được đạo lý vãng sanh là gì, để cho người bệnh biết được cái đạo lý vãng sanh này mà buông xả mọi tình chấp đi, để niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, để một đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thật sự pháp hộ niệm rất vi diệu cha má à, tháo gỡ từng tí một. Hôm nay con nói mà không được rõ ràng, con rất mong chư tôn tiền đức và đại chúng hoan hỷ cho con. Và con chia sẻ ở đây để con nhắn hai, một điểm thứ nhất là cha má hãy cẩn thận đối với cha mẹ mình, đừng để một tiếng đời lên, tiếng đời là tiếng để cha mẹ mình giỏi, cha mẹ mình thế này thế kia, mà cuối cùng kết cục cha mẹ mình bị rớt đài. Cái thứ hai, thánh hiệu A Di Đà Phật vi diệu, không thể nào nghĩ bàn, chính bản thân con thấy. Và cái thứ ba, pháp hộ niệm là tháo gỡ từng tí một cho người bệnh, để cho người bệnh buông xả để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, một đời này đới nghiệp vãng sanh. Và A Di Đà Phật, con xin chia sẻ tới đây, và lời con nói nó không được rõ ràng lắm, con rất mong đại chúng hoan hỷ cho. Và A Di Đà Phật, con xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, đại chúng nghe bác Chánh Minh Thái nói có rõ ràng không ạ? Rõ ràng. Thưa là bác Chánh Minh Thái chia sẻ rất là rõ ràng, và chúng con cũng đã cảm nhận được tất cả những cái điều mà bác muốn chia sẻ. Đó là những bài học vô cùng quý báu đối với chúng con, từ những thất bại mà một ban hộ niệm đã phải gặp phải. Và khi chia sẻ ra
với mong muốn là sẽ không còn những cái sơ suất, không còn những thất bại như thế này nữa. Quả thật là công đức vô lượng. Chúng con tri ân bác. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.